Con xin kính chào quý ông bà cô bác. Con xin chào, con là Tha Lan. Hôm nay con được 7 tháng rồi nè nha. Ngày nào con cũng được đi xe đi làm với mọi người. Đó, đây cái ghế của con nè. Ngồi là mình phải xếp đeo cho bé ha, cho nó an toàn ha. Đây thay bạn. Hello, con nói đi, con xin chào đi. Xin chào. Chào, dạ, giỏi quá. Âm thanh vậy là gì? Thanh kỳ vậy con? Wow, giỏi quá vậy. Con nói gì dịch lại cho mày hiểu chứ. Nói gì đâu có ai hiểu gì đâu nè. Này con coi. Con nói lại coi, nói lại mày nghe coi. Chào đi. Xin chào. Con không nói nữa thôi vậy thôi ha. Sao? Đạp rớt rớt luôn á nha. Phải không? Excited đó mọi người ạ. Nè con vào đây. Vô đây nè. Bye bye đi. Tạm biệt. See ya. Bye bye. Sắp tới rồi. Bye. Alan. Dạ con, bye đi. Bye bye. Ủa tối rồi con. Bye bye. Vô đây chăm tối rồi, vô đây chăm lần cho tối. Bye bye. Bye.